Vâng, xin chào bạn. Hiện tại mình đang có mặt ở địa chỉ 258 Phạm Văn Đồng. Đang có hai cái chồng hàng rất là lớn, nhìn rất là đồ sộ. Không biết là mọi người có đoán ra đây là sản phẩm gì không? Không để mọi người phải đoán hay là chờ đợi lâu nữa, thì bây giờ mình lấy cái bạt này ra để cho mọi người biết được đây là sản phẩm gì, và mình sẽ review sản phẩm đấy cho mọi người cùng xem luôn. Đó, mọi người có thể nhìn thấy ở đây thì hai bên tổng cộng là 220 chiếc máy cắt cỏ của Steel với model là FS3001 của Vinmark sẽ bàn giao cho khách hàng tại Hà Giang. Và bây giờ mình vui trực tiếp một chiếc máy ra cho mọi người luôn. Rất là nhiều ở bên trong này, tận 220 cái các bạn ạ. Và mình sẽ đi bằng xe tải. Review trước cho anh em một cái máy cắt cỏ của Steel, màu sắc chủ đạo là màu cam. Model của máy này FS3001 nguyên chiếc nhé. Nguyên chiếc mình chả phải lắp ráp gì, mình chỉ cần pha xăng nhớt vào xong rồi mình sử dụng thôi. Thì đây là phần đầu động cơ. Hàng chính hãng của Steel lúc nào cũng sẽ có một cái model riêng. Màu chủ đạo là màu cam, màu đen, công suất là 1 HP, piston 34 ly, thiết kế bình xăng ở bên dưới, có mã số ở bên trong. Hàng của Vinmark phân phối ra thị trường thì mọi người yên tâm là Steel chính hãng, hàng Thụy Điển. Ở bên đây thì là cái ốp lọc gió, cái phần le gió, bình xăng con, tổng là chiều dài là 1m6. Đây là phần tay ga, tại tay ga công tắc khởi động máy, tay ga giúp chúng ta sẽ điều chỉnh được cái tốc độ cắt. Một bên sẽ là tay cầm, cái dây này là dây để chúng ta đeo vào vai, tấm chắn cỏ sách hướng dẫn, có một cái lưỡi vát. Ngoài lưỡi vát thì mọi người có thể là mua thêm lưỡi tròn hoặc là bắt cướp để chúng ta sử dụng ở địa hình khác nhau. Có bộ phụ kiện tháo lắp, và ở đây là sẽ có một cái bình pha nhiên liệu. Khi mà chúng ta pha nhiên liệu với cái dòng Steel FS3001 này thì là mình sẽ pha xăng nhớt theo tỷ lệ là 50:1. Cứ 50ml xăng thì mọi người sẽ cho 1ml nhớt. Cái vạch số 2 này, mọi người pha 500ml thì mọi người cho 500ml xăng ở đây, thì mọi người sẽ đổ nhớt thêm một trên này. Cái bình này mình sẽ pha theo được 3 tỷ lệ, và với chiếc máy thì mọi người sẽ pha theo cái cột ở giữa. Người mua sản phẩm của Steel khuyến khích mọi người là sẽ sử dụng nhớt của hãng, nhớt của thương hiệu Steel luôn, để cho máy của mình sẽ bền hơn, cái phần động cơ ổn định và cái làm tăng cái tuổi thọ của máy. Và với chiếc máy cắt cỏ này thì mình có thể sử dụng trong các gia đình cắt cỏ, dọn dẹp sân vườn, nương rẫy, đồng ruộng, hoặc là sử dụng ở các phố cho các cô các chú mà về dịch vụ môi trường, thì mình có thể sử dụng chiếc máy này. Nó khá là nhẹ, sự vận hành nó cũng rất dễ dàng. Chỉ cần chúng ta pha đúng tỷ lệ xăng nhớt thì máy giật nổ rất là êm. Để biết thêm thông tin chi tiết sản phẩm này thì quý vị và các bạn mình có thể liên hệ trực tiếp tới số hotline 024-3838-3456, hoặc là truy cập vào website maymocviet.vn. Trên màn hình hiển thị của chúng ta thì còn nhìn thấy các cái số hotline, số điện thoại di động của các bạn kinh doanh thuộc Vinmark, thì mọi người cũng có thể liên hệ đến đấy để các bạn ấy sẽ hỗ trợ mọi người. Vinmark thực sự là rất là cảm ơn khách hàng, các đơn vị, các tổ chức đã tin tưởng và đồng hành cùng Vinmark để cho Vinmark cái dự án như này, để ngày hôm nay có cái video để khoe với mọi người ở đây. Ngay sau cái video này thì 220 chiếc máy cắt cỏ Steel FS3001 sẽ được chuyển về Hà Giang cho khách hàng để bàn giao cho bà con nông dân. Và cảm ơn mọi người đã xem video này. Hẹn gặp lại mọi người trong các video lần sau. Chào tạm biệt.